cái cây này á, tiếng Mỹ nó gọi là cây Liberty. Cái lá nó tự tựa như nhãn đó. Cái trái này là bình thường không có ăn gì được hết trơn đây nè. Nhiều người không biết, nhìn thấy tưởng cái nhãn, nhưng thật ra không ăn được. Không ăn gì được, cái này chỉ có chim ăn thôi. Liberty dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tự do. Cây này là cây tự do. Thôi xa dùm thấy trái chùm chùm thấy mê á. Cái trái chín nó nở bung làm ba phần, rồi ở trong nó có mấy cái ngòi màu đỏ vậy, giống như ba cái đồ mà mấy ông ba tàu nấu sâm vỗ lượng hay là hầm thuốc bắc vậy. Hầu hết người ở châu mình, nhất là người Việt Nam ở miền Nam nữa, nhìn đá cây này tưởng lầm là cây nhãn. Như xưa anh Ẩn, Quỳnh Ngọc Ẩn khóa 19 Võ Vị đó, anh tưởng đâu cây này là cây nhãn. Trước khi dọn nhà đi, anh bứng tính dọn đi theo, ai giờ đã gặp Mr. Lem chặn lại, nói này không phải nhãn đâu, bỏ đi, chắc không là anh đem về nhà mới anh trồng rồi. Thank you for watching. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang, đền công lao bao bao sự hùng anh. God bless you. God bless America. Very much appreciated. Thank you all very much. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you.